Thưa quý vị, các bộ ngành thành phố Hà Nội và Ban Quản lý Lăng phối hợp chặt chẽ, chủ động, nỗ lực và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, đổi mới để không gian Quảng trường Ba Đình và các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ mãi là địa điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị và là nơi tìm về của mỗi người dân Việt Nam khi đến với Hà Nội và về với Bác. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kiểm tra thực tế kết quả tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Thời gian qua, Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ chú đáo, an toàn đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong hơn một năm qua, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp gần 2 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón tiếp gần 14.000 lượt người viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp hơn 1,6 triệu lượt khách thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đón tiếp hơn 430.000 lượt khách thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024, làm thuốc bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trạng thái tốt nhất, hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, bảo đảm hệ số dự phòng, cảnh quan, kiến trúc công trình lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình có ý nghĩa, giá trị to lớn, quan trọng đối với đất nước, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước nồng nàn, giáo dục lòng trung thành đối với lợi ích quốc gia, dân tộc, nơi tạo động lực, truyền cảm hứng cho đồng bào chiến sĩ cả nước tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thủ tướng yêu cầu đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, tổ chức phục vụ tốt, chu đáo các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế, các lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cấp nhà nước của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn viếng của các nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước. Cùng với đó là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu về ướp bảo quản, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hải Bác. Giới thiệu truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước chúng ta là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là nâng cao tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta. Ý nghĩa thứ ba là nơi giáo dục lòng trung thành với lợi ích quốc gia dân tộc, đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết trong quá trình thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Cái thứ tư là nơi tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho đồng bào chiến sĩ cả nước khi đến thăm khu di tích và viếng Bác Hồ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhất trí tiếp tục mở cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 8 này, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, đơn vị và thành phố Hà Nội chủ động phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa với Ban Quản lý Lăng để phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng khu nhà phía nam sân cỏ quảng trường Ba Đình, dự thảo pháp lệnh quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chuyển đổi số để những di tích, công trình liên quan đến thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những biểu tượng sáng mãi, soi sáng cho nhiều thế hệ dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa ra thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài được biết Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13 tháng 8 năm 2024.